tại bên này luôn. Đúng rồi, anh cứ bóc. Vision 5 Pro 2023. Số hình con này là i9 13900HX. Cạc 4060 8GB được. Đây sách vở thì mình bỏ ra đây. Nguyên bản mới 100% anh ạ. Ok, đánh đặt bên này. Vâng ạ. Trong này sẽ có sạc của nó nhé. Bọn này sẽ phải cắm sạc. Muốn bật lên rồi cắm sạc. Bắt đầu là hàng rất là chưa. Đúng rồi. Thường bên em về sẽ phải bóc ra và cài win sẵn cho khách luôn. Con này thì bên em chưa kịp cài thì anh sạc này đây. Con này là sạc 300W. Công suất quá khủng. Để ra đây cho rộng. Đây thì em cắm cái này trước rồi anh ạ, cho an toàn. Ok. Được rồi. Đấy. Anh cắm lên sáng đèn đấy, ok rồi. Bây giờ anh mở ra rồi. Đấy. Đây, nó mở tối đa như này nhá. Tầm 170 độ gì đó. Đây. Tối đa được lần này chắc là tầm 170 độ. Thế là ok rồi. À, với cả anh cầm màn anh chú ý cầm ở giữa nhé. Đấy, cầm ở giữa này thì bản lề sẽ rất là bền và nó không bị vênh màn nhé. Đây anh bật đèn lên thì logo sẽ sáng anh nhé. Đấy, logo nhìn khỏe đẹp hơn. Em thấy nhìn khỏe đẹp hơn. Dày dặn hơn. Còn Vision 5 Pro 2023 i9 13900HX. RAM 16GB anh. Bản này sẽ chạy là 2 thanh 8 lắp song song với nhau. DDR5. Cạc RTX 4060 8GB. Đúng rồi.